Hello, xin chào cả nhà nha. Thì chiều nay ở nhà cũng có làm mấy món để ăn cơm nha. Cả nhà xem clip mà thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha cả nhà. Chào bà cô chú đi. Này chú. Thì chiều nay ở nhà mình nó sẽ làm cái món cá chẽm, mình chiên, mình sốt nước mắm nha cả nhà. Với lại mình làm món nữa thì ở đây mình cũng có sơ sàng sẵn một ít sườn non nha. Ở đây thì mình nấu canh chua với lại bông súng. Hôm nay mình nấu canh chua bông súng thì mình nấu bằng me nha cả nhà. Ở đây thì rau niêm canh thì có ngò với lại ngò ôm. Ở đây cái tỏi, ớt. Thế bên đây thì cà chua, củ hành tây. Cả nhà theo chân gia đình mình vào bếp nha. Thì ở đây thì cái phần cá chẽm mình cũng khứa ra luôn nha. Ở đây thì cái phần cá chẽm này thì mình cũng ướp một ít muối nha. Ở đây bây giờ mình sẽ đổ dầu vô để mình chiên cá nha. Ở đây bây giờ dầu cũng đã nóng rồi nha. Giờ tiếp tục mình bỏ cá vô mình chiên nha. Trong khi chờ đợi cá chín thì ở đây mình cũng mầm tỏi ớt cho luôn nha cả nhà. Ở đây thì cái phần củ hành này mình cũng sẽ sắc nó ra nha. Ở đây củ hành thì mình sắc kiểu như hạt lựu như cả nhà. Ở đây thì cái phần cà chua này mình cũng sắc hạt lựu luôn nha cả nhà. Ở đây thì cái phần hành lá mình cũng sắc khúc cho luôn nha cả nhà. Ở đây thì bây giờ cái phần hành tỏi, cà, ớt mình cũng đã sắc xong rồi nha cả nhà. Ở đây thì cái phần bông súng này thì mình cũng tước cái vỏ ra nha cả nhà. Ở đây bây giờ mình sẽ pha cái chén nước sốt để một hồi mình sốt lên cá nha cả nhà. Ở đây thì mình sử dụng nước mắm.
đường, bột ngọt. Hạt nêm, lại một ít tiêu. Mình cũng cho thêm một ít tương ớt như thế nha, nó tăng thêm hương vị nha. Dầu hào, mình sẽ cho thêm một ít nước mình nấu mình để nguội nha. Ở bên đây bây giờ mình sẽ bắt chảo lên để mình làm cái nước sốt nha cả nhà, để mình tưới lên cá nha. Ở đây mình cũng cho dầu ăn. Hành tím, với lại tỏi băm nhuyễn. Ở đây mình cũng cho hành tây. Với lại cà chua. Ở đây bây giờ mình sẽ đổ cái chén nước sốt hồi nãy mình pha vô nha. Ở đây mình cũng cho ớt vô luôn nha. Ở đây mình sẽ cho hành lá vô luôn nha cả nhà. Như vậy thì mình nước sốt của mình cũng đã xong rồi nha. Bây giờ cái phần nước sốt hồi nãy mình pha đó, bây giờ mình sẽ cho lên cá nha cả nhà. Ở đây bây giờ mình sẽ bắt nước lên để mà mình nấu canh nha. Ở đây thì cái phần xương này mình cũng đã trụng rồi nha cả nhà. Bây giờ tiếp tục mình bỏ vô mình nấu nha. Thì ở đây cái phần con súng này thì mình cũng cắt khúc nó ra luôn nha cả nhà. Ở đây thì cái phần rau á, để mình đem canh thì mình cũng sắc nó ra luôn nha. Ở đây bây giờ cái phần sườn á cũng đã chín rồi nha. Bây giờ tiếp tục mình cho nước cốt me vô nha cả nhà. Ở đây bây giờ tiếp tục mình cho bông súng vô luôn nha. Thì nồi canh bây giờ mình cũng đem một ít gia vị nha. Ở đây là đường, muối, đường, bột ngọt, hạt nêm. Ở đây bây giờ mình cho vô nồi canh chua một ít nước mắm nha. Ở đây bây giờ mình sẽ bỏ ớt.
với lại ngò ươm, ngò gai, thì nồi canh chua của mình nha. Như vậy thì nồi canh chua của mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Ngồi xuống con nhìn con kìa. Mà có chú ăn cơm gì con? Nhà ăn cơm của gia đình nha. Mà cả nhà ăn cơm của gia đình mình luôn nha. Mời cô chú. Cái lẩu cá chẽm này làm gì nó cũng ngon, cái thịt cũng ngon. Chịu ăn cá chép chiên sốt nước mắm nó lại chua từ nó à, cá chẽm chiên sốt nước mắm nó lại canh chua sườn non. Mà cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mà cả nhà nhé, ăn cá nữa. Con
Video mình cũng đã dài nha cả nhà, mình tạm thời kết thúc nha, hẹn lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà xem clip mà thấy hay nhớ ký ủng hộ gia đình mình nha, nhớ cho gia đình mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh nha. Hẹn lại cả nhà video tiếp theo.